Có lẽ như trải qua nhiều tổn thương tình cảm thì lần này nam em đã trở nên mạnh mẽ hơn khá nhiều, không còn than vãn hay bày tỏ sầu khổ. Thời gian gần đây, tin đồn sự gạn nứt của quan hệ giữa Lãnh Thanh và nam em luôn là đề tài tranh cãi ở cộng đồng mạng. Vào khoảng cuối năm 2020, sau khi tham gia chương trình hẹn hò, thì khán giả đã dành nhiều lời chúc mừng cho người đẹp khi kết đôi với Lãnh Thanh. Chuyện này bỗng dưng đứt gánh giữa đường, khi chẳng được bao lâu thì phía đàn trai đã xác nhận tan vỡ. Nhiều khán giả lo lắng cho cảm xúc của nam em lúc này. Ở những chuyện ồn ào trước, khán giả sẽ thấy cô thường xuyên buồn bã, đau khổ. Nhưng lần này, bản thân đã tự động viên chính mình và hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Có vẻ như sau nhiều câu chuyện không hay thì bản thân nam em cũng tự rèn luyện cho mình sự chịu đựng, sự kiên nhẫn, kiểm soát cảm xúc, cô bày tỏ. Ăn chơi đủ rồi nam em ơi, mạnh mẽ lên nào, tôi có thể làm được. Nói chứ có ai ghét mình hay muốn hại mình thì làm luôn một lần đi nè. Để mình còn chuẩn bị đi tiếp nữa, chứ đừng có giữa đường chơi xấu mình nữa thì nghiệp quật nha. Chân thành cảm ơn. Bên cạnh đó, Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 diện đồ lam rạng rỡ làm các công việc thiện nguyện. Khoảnh khắc chân dài Tiền Giang chơi với các em nhỏ khiến cho người xem thích thú, cô viết. Tiếp tục hành trình kết nối yêu thương, nơi đâu có tiếng cười, nơi đó có hạnh phúc. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng yêu thích và bình luận. Nhiều khán giả khen ngợi hình ảnh giản dị của người đẹp sinh năm 1996, đồng thời gửi lời động viên cô vượt qua những sóng gió trong tình cảm để tiếp tục công việc. Một tài khoản bình luận. Nam em cố lên, không cần tình yêu sẽ tự đến nếu đủ duyên, ông trời sẽ không lấy mất của ai cái gì. Mong nam em luôn tươi cười mãi như vậy và luôn hạnh phúc vì bạn xứng đáng, cố gắng trở lại với công việc và những dự án mới nhé. Người xem khác thì nhắn nhủ, một cư dân mạng chia sẻ, cảm ơn cô gái lương thiện, một việc làm có ý nghĩa lan tỏa yêu thương, mong bạn sẽ không buồn và trở lại mạnh mẽ với nghệ thuật. Trước đó, thời điểm vướng ồn ào chia tay Lãnh Thanh thì nam em tiếp tục đăng tải những dòng trạng thái khiến cho cư dân mạng không khỏi lo lắng. Bạn nhìn vấn đề đó tích cực, điều may mắn sẽ đến với bạn. Bạn nhìn nó một cách tiêu cực thì cuộc sống của bạn chỉ xoay quanh những điều không vui, không thuận theo ý mình. Vậy nên, đôi khi người làm bạn tổn thương không ai xa xôi đó chính là bạn. Nếu ai cũng biết nghĩ cho nhau một chút thì cuộc sống này chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu người ta đối xử tệ với bạn, đừng vội đáp trả lại, mà hãy để người ta thấy hối hận vì đã từng như vậy với mình. Những dòng tâm trạng buồn bã của nam em trước đó. Phía Lãnh Thanh thì anh đã khẳng định chỉ là bạn bè đồng nghiệp với nam em. Anh mong khán giả có thể ủng hộ con đường nghệ thuật của cả hai. Đồng thời anh cũng bày tỏ mong muốn mọi người đừng có đề cập đến chuyện tình cảm của mình vì mọi việc không nên tiếp tục đi xa hơn. Anh tâm sự. Những ngày gần đây có nhiều cá nhân cũng như nhiều sự công kích đến từ nhiều phía mà không thể biết được chính xác mục đích của các bạn là gì. Dù đã rất thoải mái và kiệm lời, Thanh vẫn phải chính thức lên tiếng để khẳng định rõ ràng hiện tại Thanh và nam em chỉ là bạn. Mọi người có thể hạ nhiệt và ngừng đẩy thuyền để Thanh và nam em được tập trung vào công việc riêng cũng như cuộc sống riêng của mọi người.